Thưa quý vị, đêm nay Đà Nẵng đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh và chuyển trạng thái mới, nhưng nguy cơ dịch vẫn tiềm ẩn, nên các đơn vị địa phương phải luôn chủ động sẵn sàng phương án phòng chống dịch. Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến tại cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng với các đơn vị địa phương vào chiều tối qua ngày 8 tháng 10. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân và các thành viên Ban chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến lưu ý hiện nay, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Đà Nẵng vẫn rất lớn khi lượng người từ các địa phương khác vào thành phố tăng lên. Vì vậy, khâu kiểm soát ngay từ cửa ngõ phải siết chặt hơn nữa. Khi chuyển trạng thái thì các đơn vị địa phương phải sẵn sàng các phương án cụ thể, không để bị động. Việc chuẩn bị cho học sinh đi học lại phải có phương án kỹ. Khi chuẩn bị đi học lại thì từng trường phải có những cái phương án rất là rõ, và đây là tôi biết là đây là một cái áp lực rất là lớn với ngành giáo dục, thì đề nghị là ngành giáo dục cũng phải chuẩn bị hết các cái nội dung để cho các trường có đủ cái kinh nghiệm cũng như là đủ các cái tài liệu hướng dẫn để có thể xây dựng cái phương án của trường mình. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, hiện nay thành phố đang xây dựng các kế hoạch hoạt động trong trạng thái bình thường mới, trong đó có tiêu chí quan trọng là độ bao phủ vaccine. Vì vậy, ngành y tế và các địa phương phải lưu ý. Sau khi nhận vaccine của Bộ Y tế thì Sở Y tế sẽ có cái điều chỉnh kịp thời để cho các đơn vị, cũng như là đề nghị Sở Y tế cũng sớm tham mưu cho thành phố về cái kế hoạch tiêm 56.000 liều Pfizer trong khi mà chúng ta nhận về, đặc biệt là tiêm hết cho tất cả những người cao tuổi, những người bệnh này hiện nay số liệu đây cũng còn rất là nhiều. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị ngành y tế chủ trì giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức tập huấn, đào tạo việc điều trị bệnh nhân ở 3 tầng điều trị theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia. Bên cạnh đó, ngành y tế tiếp tục tổng hợp, tham mưu để thực hiện cách ly F1 trong trạng thái bình thường mới, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị để khôi phục lại hoạt động bay nội địa.